đời sao duyên đôi tim. Mưa giao hòa nước mắt âm tình, tay đan tay trong tiếng thương thầm, nhìn nhau nhưng không nói, chờ tình yêu chóng phai. Em chào các bác, em lại tiếp tục test thêm cho các bác nghe thêm cái bộ 7.2 này. Như các bác biết thì Tháo Audio chuyên làm đồ bãi thôi. Tuy nhiên thì những cái đồ mà hàng, những cái hàng công nghệ liên quan đến âm thanh ấy, thì gần như là em cũng rất là thích. Bởi vì nó vẫn là liên quan đến âm thanh và em sẽ va hết. Thì đây là một bộ mà em rất là thích sưu tầm này. Đấy, sưu tầm vừa để bày, đấy, vừa để gọi là giao lưu anh em. Thì đây là một bộ 7.2 của Sony, dòng Motoki. Đấy, còn nguyên cả tem nhé các bác nhé, còn nguyên tem luôn, tức là zin hết, từ điều khiển luôn. Đó, thì các bác đang nhìn là em đang kết nối không dây. Và đương nhiên để kết nối không dây thì em phải có một con vang neck. Các bác đang nhìn trên kia, con vang neck FX9 Plus. Thì đây là một bộ dàn mà nếu anh em nào mà chơi dàn bãi nhá thì sẽ biết. Đấy, khi mà mình mà có một cái nhìn bao quát là anh em chơi cả dàn bãi này, dàn mới này, thì anh em sẽ biết là cái gì là hợp lý. Thì 7.2 em đánh giá là đây là một bộ dàn hợp lý với cái cấu hình này, với cái tầm tiền này. Đó, đây là một bộ rất là gồ ghề. Nó thiết kế gồm có 9 cái loa, tổng có 9 cái loa. Đấy, 9 cái loa thì bao gồm có hai cái loa cây này là dùng loa front. Để khi nghe nhạc thì em sẽ dùng hai cái loa front đấy cùng kết hợp với cả cái súp, hai cái súp. Đó, em nghe chế độ hai kênh. Trên điều khiển người ta đã thiết kế riêng để các bác nghe hai kênh. Đây. Cái chữ 2CH này là hai kênh tương đương với cả stereo. Để các bác nghe nhạc thì các bác nên sử dụng cái chế độ này. Cái ngón tay của em chỉ ở đây đấy. Còn chế độ AFD Movie Music này thì nó có nhiều chế độ để nó ra thành giả lập. Ví dụ có những cái chế độ các bác chỉnh này, nó ra các cái chế độ, ví dụ nó ra 5 loa hoặc là ra 7 loa đấy, tùy vào cái chế độ này. Game này, CSTAB này, C này, đó đấy, Sport này, các cái chế độ nhạc đấy. Mình có thể cho to nhỏ đây hoặc cho to nhỏ Bluetooth cũng được. Đấy, thì nó sẽ có hai cặp loa cây, hai loa cây này, hai loa súp là 4 này. Đấy, 4 loa surround là 8 này, và cùng một loa center là 9. Đấy, 9 loa. Đấy. Thì nó đảm nhiệm thì gần như tất cả các giải. Đấy, giải trầm thì có hai cục này. Còn loa front thì để các bác mà dùng đấy, dùng những cái âm chính. Còn surround thì nó tạo những hiệu ứng âm thanh vòm. Bộ này thì anh em kết hợp với vang này là anh em hát được nhé. Nếu mà em bày như này thì các bác hình dung là cái bộ này nó choán cái bề ngang, diện tích nó rất là lớn. Cái gạch của em đang sử dụng là gạch 50 thì các bác có thể đếm này. À, gạch 45. 1, 2, 3 này. Hơn 4 viên. Hơn 4 viên thì nó rơi vào khoảng 2 mét. Nếu mà bày như này nó rơi vào khoảng 2 mét bề ngang nha các bác nhé. Đó, nó hết góc của camera luôn, cực kỳ bề thế. Với những cái bộ mà nó hot như thế này thì có nhiều cái gọi là cái thông tin nó nhiều chiều. Nó càng hot thì càng nhiều những cái ý kiến khác nhau. Có những ý kiến thì nói chung là ném đá, cho rằng bộ này nó không hay. Cơ bản thì là anh em sẽ thích bộ này, đa phần là thích. Bởi vì những anh em mà thích thì anh em đã trải qua rất là nhiều những cái bộ dàn khác nhau rồi. Đấy, bản thân như em làm đồ audio bãi, những cái bộ dàn bãi 4 thớt, 5 thớt
những cái bộ khủ khoằm như LS 99 hoặc là dòng Kenwood 97 rồi Kenwood 99 đấy như em nói đấy, hoặc A85 hoặc Pioneer.